gặp nhau, đó chính là duyên. Cuộc đời này mấy khi gặp được người thích như vậy, duyên đã đẹp đôi thế nợ cùng sẽ có thôi. Vậy thì hãy nắm tay mình cùng xây đắp tương lai. Em chờ ngày chi, đừng nhiều nghĩ suy, gặp được người hiểu nhau môi sẽ luôn nở nụ cười. Hãy nắm chặt tay anh ngay từ giây phút này, ta sẽ đi với nhau phiêu trên đến khi chân trời. Rồi hợp bắt cái bài biết mẹ muốn dòng. Hạnh phúc đó em sẽ mãi có, mọi gian khó cứ để anh lo. Trời đã ban duyên, kiếp này chẳng có kiếp sau, mình đừng lạc mất nhau nhé em. Ta sẽ yêu mãi yêu, rồi ta sẽ thương mãi thương. Anh xin hứa trọn đời sẽ nguyện mãi mãi chỉ có em thôi. Hạnh phúc trăm năm, pháo hồng ngày mình kết đôi, ta tròn vẹn chữ duyên nợ thôi. Rồi, cầm quan đi. Mẹ cầm bóng không nè, mẹ cầm bóng. Mẹ ơi, mẹ cầm bóng đi. Mẹ cầm bóng nè, thì đứng quay lại với mẹ, quay lại với mẹ. Mẹ cầm bóng cho duyên. Rồi, nhận bóng đi, nhận bóng đi. Qua hai tay đi. Rồi, đứng sát là mẹ, hai mẹ coi chụp hình là gì ơi. Nhìn mấy con là mẹ ơi, hai, ba, chứ một cái nữa luôn ạ. Hai, ba, Di cười tươi, mẹ cười tươi nha. Hai, ba. Rồi, ok. Bữa nay mình đang gặp bệnh đứng. Rồi đó, rồi đó. Rồi nha, anh lấy bộ này chúc mình chờ, biết mình ship nè. Mày á. Hỏi không? Qua luôn rồi, qua luôn rồi, trai. Rồi, xin mình nha. Rồi, ok, chính rồi đó. Rồi, ok, mày nhìn máy đây nha. Trời ơi, trời Ủa rồi giờ 8 giờ mấy luôn rồi chưa đi nữa. Không phải là gì mà cái đó tao bắt bẻ đó. Ghé tàu sao làm như vậy mẹ sao mà ai bữa mẹ không có ai hỏi giờ đã giờ ta coi đâu cái gì cũng thông cảm á con ơi, tại nó vậy đợi giờ đợi thông cảm mà không có ai mà bắt bẻ ai hết. Ủa sao thông cảm nó mới vui có phải cũng có trục trặc đó chứ có ai mà 100% đâu quan trọng là giờ mà rước về chứ đương nhiên là thấy người rồi. Rồi mẹ vô lúc nhanh đi mẹ. Vô lúc nhanh coi. Thì nói cho mấy cái chén đũa lên chơi. Rồi mấy chén mấy cái đũa gì ơi. Vợ đi đâu đi cưới giờ vợ cho làm gì? Đâu về cơm nước đây cho mày ăn uống gì phù hộ cho mẹ con nó được đi xuôi buồm thuận gió. Ai để rồi lát về con dâu nó ra mắt. Giờ về đây ăn uống đi ha, cho mẹ con nó đi rước dâu. Nha, cho bà con dòng họ anh chị em rồi sống làng rồi đó phù hộ cho đi suôn sẻ. Ừ, tới rồi hả? Đi
Rồi em ơi, mình nhìn máy hả? Đi ông ơi. Đi ơi, đi ơi. Anh Tài nhìn máy em luôn ạ. Anh Tài ơi, nhảy luôn anh này. Trời ơi, nhìn nó nhà luôn. Có quá hình lại xong. Đi mà thở thì bác cứ đứng ngay đây tao cho tụi này đi luôn. Đó là bắt cho cầm rồi, cầm được cái rồi, bắt được rồi. Đó các bạn vô cầm rồi. Cầm luôn đi. Hơi cầm đó. Cầm bưng bưng đây. Ai cầm thì cày. Ê, bọt cái đó lại. Cầm thì cày. Trời ơi, mà. Ở bệnh có đến chừng rồi. Có hai hai bộ. Chở nguyên cái đó. Ai biết. Tính đèn đó anh. Rồi. Bưng đi, tự bưng đi. Tự bưng đi. Cứ thử ngay giữa vô luôn mình tự thử à. Bằng cầu á. Ờ bưng bên kem thì cứ bưng lên. Nghe em ăn rau gọi cái áo rau bưng cái dài. Thấy rau gọi nó nhẹ lắm á. Đó, nào mạnh đó mà mạnh chút bưng. Đó, mình chia ra các bạn, mình chia qua nãy một bên bưng rồi, giống nãy cho mình luôn ạ. Đi bưng vô đi, các bạn nào bưng rồi bưng vô đi ạ. Anh đi xuống lên đi, xong anh đi xuống, bốn hàng quay. Bưng lên đi rồi, xây lợi cho nó. Nè, quay. Ba bốn người. Xây lợi. Để cái thùng đi. Đặt sao vậy? Đặt cái thùng đi. Lấy ra đi, chụp hình cho bỏ vô lại. Cái bộ ơi, bước vô trong đây. Cái này chứ. Trời. Bảo cái này mất một người. Bên đây qua, bên đây qua, bên đây qua. Qua đây mọi người đi. Qua đây này. Qua đây này. Có hai đứng về. Đó, nó không ăn cũng vô như này hú. Con đang tiếng mà ăn kim mà nhâm nhâm tiếng đi con heo ở kia bị đây lắm này. Bốc rồi. Rồi chưa? Chào nha. Vô. Rồi. Nè. Rồi. Hạ xuống ta sang sang hạ xuống cho đẹp. Nó xuống miếng rồi. Mong mỏi các bạn nó nó xuống miếng. Em á rồi. Rồi ok các bạn nhìn máy đây các bạn ơi. Đi nặng rồi cũng như vậy. Ai chơi ơi. 2, 3 cái nữa luôn. Rồi bác Tư ơi. Rồi cho đi chữa thôi đây em. Ta sẽ yêu mãi yêu rồi, ta sẽ thương mãi thương. Hạnh phúc đó em sẽ mãi có, mọi gian khó cứ để anh lo. Trời đã ban duyên, kiếp này chẳng có kiếp sau. Mình đừng lạc mất nhau nhé em. Yêu mãi yêu rồi ta sẽ thương mãi thương. Anh xin hứa trọn đời sẽ nguyện mãi mãi chỉ có em thôi. Hạnh phúc trăm năm pháo hồng ngày mình kết đôi. Ta trọn vẹn chữ duyên nở thôi. Hạnh phúc trăm năm pháo hồng ngày mình kết đôi. Ta trọn vẹn chữ duyên nở thôi. Hạnh phúc trăm năm pháo hồng ngày mình kết đôi. Tròn vẹn chữ duyên nở thôi. La 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 Thank you.
Có chỗ gỡ này không?
Cô ơi, nhưng mà cô đứng gần cô dâu một con cô. Rồi, dâu để mình xe cô, món quà cô tặng này nè. Cô ơi, nhà máy có con luôn ạ. Đúng rồi, dâu để. Cho mình đi lên nhìn máy nó kìa tươi ạ. À, rồi. Cô dâu cái mẹ đứng kế con dâu luôn, mẹ quay màn hình em bắt con luôn, em đưa quay gần luôn.
Thank you.
tự chốt rồi á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xa con bà ba sắp tới lấy chồng. Thiệp hồng trao tận tay anh đâu có mong. Vì anh thương em từ thuở lên mười, ngày mùa hôm nào thèm thùng nhìn em cười. Ngược chiều dòng sông xưa còn đây hình bóng cô nàng. Tuổi xuân thì bờ mơ mộng còn đang gió giang. Em sinh ra là để cho trẻ yêu thương, là để bao chàng lầm đường, là để cho ai dâng dương. Tình yêu của anh trao em tôm xá em trao em đôi em để dành nào. Ngờ gì một đêm mưa thương tư đánh cả đời. Em sinh ra là để cho trẻ yêu thương, là để bao chàng lầm đường, là để cho ai dâng dương. Tình yêu của anh trao em tôm xá em trao em đôi em để dành nào. Ngờ gì một đêm mưa thương tư đánh cả đời. Theo nhịp piano anh bồi hồi, bia đã ngâm anh đã thắm hơi mấy say rồi. Nhìn trời nhìn mây, ông bơm đồ nô tung cánh bay ngang đời. Người xuất gia bỏ lại tiếng sao trời dời. Ngất hôm nay anh không sai không về đâu. Thấy nắng thấy nắng thấy dân chàng mừng nghe nàng tắm ơi. Đâu mà ca mình rớt sẽ có thôi. Vậy thì hãy nắm tay mình cùng xây đắp tương lai. Em chờ ngày chi, đừng nhiều nghĩ suy. Gặp được người hiểu nhau, môi sẽ luôn nở nụ cười. Hãy nắm chặt tay anh ngay từ giây phút này. Ta sẽ đi với nhau, phiêu du đến cuối chân trời. Ta sẽ yêu mãi yêu, rồi ta sẽ thương mãi thương. Hạnh phúc đó em sẽ mãi có, mọi gian khó cứ để anh lo. Trời đã ban duyên, kiếp này chẳng có kiếp sau. Mình đừng lạc mất nhau nhé em. Ta sẽ yêu mãi yêu, rồi ta sẽ thương mãi thương. Anh xin hứa trọn đời sẽ nguyện mãi mãi chỉ có em
năm pháo hồng ngày mình kết đôi, ta tròn vẹn chữ duyên nợ thôi. Vâng, và kính thưa tất cả quý vị, và tất cả quý vị cũng biết rằng và cách đây ít hôm, những cánh thịt hồng thân thương báo tin vui cho cô dâu và chú rể được gửi đi khắp nơi. Và ngày hôm nay những cánh thịt hồng thân thương ấy một lần nữa được về đây với gia đình, với tất cả tình yêu thương mà ngày hôm nay tất cả quý vị đã và dành tặng cho gia đình và cũng như cho cô dâu và chú rể. Vâng, và kính thưa tất cả quý vị rằng ngay giây phút đây giờ lành đã điểm, và Tử Anh thấy rằng bên dưới hai bên gia đình và cũng như cô dâu và chú rể đã và chỉnh đốn lại trang phục, và cũng như bên trên âm thanh ánh sáng sẽ cưới Quốc Thắng, chúng tôi đồng hành cùng dịch vụ nấu ăn Kim Tiền đã sẵn sàng kết tiệc tân hôn của chú rể Hoàng Duy và sẵn duyên của cô dâu Ngọc Bội. Và liền giờ này sẽ được màn phép bắt đầu. Và lời nói đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho gia đình, thay mặt cho cô dâu và chú rể xin được hân hoan và nồng nhiệt chào đón tất cả quý vị khách quý đã và có mặt trong hôn trường cưới sáng nay. Và sự hiện diện của tất cả quý vị là niềm vinh hạnh to lớn mà ngày hôm nay tất cả quý vị đã và dành tặng cho gia đình, cho cô dâu và chú rể. Vâng, và kính thưa tất cả quý vị, và từ thở xa xưa cho tới ngày nay, ông bà ta luôn có một phong tục và tập quán là chọn những ngày lành và tháng tốt để kết hợp những mối lân duyên cho những đôi nam thanh và nữ tú khi họ thật sự yêu nhau. Vì tình yêu là một món quà cao quý mà tạo quả đã âu ấy và dành tặng cho mỗi một con người của chúng ta. Và ngày hôm nay cũng là một ngày lành tháng tốt, ngày mà tất cả mà chúng ta đã và cầm trên tay một cánh thiệp hồng, và cánh thiệp hồng của các tên của chú rể Vũ Hoàng Duy và sánh duyên cùng cô dâu Hồ Ngọc Bội ngày hôm nay. Vâng, và ngay giây phút này đây, không để cho tất cả quý vị chúng ta chờ đợi lâu, xin mời tất cả quý vị cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn chào đón cô dâu và chú rể cùng tay trong tay cùng bước về lâu đài hạnh phúc ngày hôm nay để ra mắt tất cả quý vị. Vâng, và kính thưa tất cả quý vị, và ngay giây phút đây tất cả quý vị có thể hướng mắt về lối đi chính, vì nơi đây tất cả quý vị sẽ bắt gặp được hai gương mặt sáng ngời tuyệt vời, và trong họ cũng rất lạ và cũng rất quen, đúng không ạ? Và trên sân lễ giờ đây là sự hiện diện của cô dâu và chú rể. Và để có một ngày vui, một ngày hạnh phúc trọn vẹn như thế này, thì Tuấn Anh tin chắc một điều, cô dâu và chú rể không thể nào quên đi những bậc đấng sinh thành. Vâng, và Tuấn Anh muốn nhắc đến đó chính là những người cha, người mẹ. Vâng, về phía họ tộc nhà trai, cho phép Tuấn Anh được trân trọng và giới thiệu quý bà Ngô Thị Hồng Châu, tọa lạc Phước Hòa, Phước Vinh, Châu Thành, Tây Ninh, là người mẹ kính yêu của chú rể, và cũng như kết thông gia cùng họ tộc nhà trai. Về phía họ tộc nhà gái, cho phép Tuấn Anh được trân trọng và giới thiệu quý bà Hồ Thị Diệu, tọa lạc ấp Hòa Lợi, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, Tây Ninh, là hai người mẹ kính yêu của cô dâu và chú rể. Xin mời hai mẹ cùng bước về phút này để ra mắt tất cả quý vị. Vâng, và kính thưa tất cả quý vị, và trên sân lễ giờ đây là đầy đủ hai bên gia đình và cũng như cô dâu và chú rể. Và trước khi bữa tiệc được bắt đầu, và một lần nữa cho phép tôi được bản phép thay lời cho chủ hôn họ nhà trai, chứ được phép thay lời cho cô dâu và chú rể, sẽ được nói lời cảm ơn chân tình nhất từ phía gia đình đến tất cả quý vị khách quý đã và những chút thời gian quý báu của mình đến đây chung vui cùng với gia đình. Và trong lúc đón tiếp cũng như tiếp đãi bên dưới, tuy rằng gia đình chúng tôi và kết hợp cùng dịch vụ nấu ăn Kim Tiền đã chuẩn bị sẵn sàng và chu đáo để đón tiếp tất cả quý vị trong ngày vui hôm nay, nhưng trong lúc đón tiếp cũng như tiếp đãi có điều chi sơ suất, kính mong tất cả quý vị vì tình thương mến thương thông cảm bỏ qua cho gia đình ngày hôm nay. Và cũng như thay những lời cảm ơn tốt đẹp nhất từ phía gia đình đến tất cả quý vị khách quý, gia đình chúng tôi, cô dâu và chú rể sẽ được mạn phép cúi đầu chào ra mắt với một chút sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất.
vâng, để mở màn chương trình tân hôn ngày hôm nay là một màn bắn pháo hoa hết sức tuyệt vời. Và trung tâm sự kiện tiệc cưới Quốc Thắng chúng tôi đã dành tặng cho đôi quý nữ ngày hôm nay. Và tất cả quý vị cũng biết rằng một ngày mới chúng ta sẽ bắt đầu bằng tiếng củ gà gáy, và một hạnh phúc mới bắt đầu bằng tiếng nổ của chai sâm banh. Và một nghi thức đầu tiên, xin mời chú rể dìu bước cô dâu đến tháp đi tình yêu để chúng ta cùng nhau bật nắp sâm banh. Tím áo xanh, và bây giờ em đã có anh là chồng. Và xin mời chú rể chúng ta bật nắp sâm banh thứ hai luôn ạ. Rể dâu ông cũng là con một nhà, sống sau đẹp lòng cô bác mẹ cha, dâu hiền rể thảo là đạo của làng con. Và ngày hôm nay là ngày hai gia đình gắn kết tình thông gia. Xin mời hai người bạn kính đưa cùng cụng ly, và xin mời tất cả quý vị bên dưới cùng nhau nâng ly với hai bên gia đình chúng tôi ngày hôm nay được không ạ? Ly cùng quý vị đâu ạ? 1, 2, 3. Quý vị, và ngay giây phút đây thì tất cả quý vị cũng thấy được hai người mẹ đang nở một nụ cười hết sức là rạng rỡ. Đó chính là một nụ cười hạnh phúc ngày hôm nay khi tình yêu của cô dâu và chú rể được cơm hoa kết trái như thế này. Và để hạnh phúc hơn, tôi xin mời hai người mẹ bước tới và bắt tay và chụp hình lưu niệm ạ. Cùng với người phía bên dưới chụp hình lưu niệm, và cũng như chào đón tất cả quý vị khách quý của chúng ta trong ngày vui hôm nay. Và một tin tức tiếp theo, xin mời cô dâu và chú rể cùng tiến tới cùng nhau uống rượu giao bôi trong ngày hạnh phúc hôm nay. Vâng, và kính thưa tất cả quý vị, và ngay giây phút này đây, tất cả quý vị hãy nhìn vào ánh mắt của chú rể của Thầm nói với cô dâu Ngọc Bội rằng như thế này: rằng em ơi, nhìn em thì như chén rượu đầy, chưa nhóp lòng anh đây đã say. Anh ước rằng em là chén rượu cay, anh đây uống cạn để say bên em suốt đời. Và sau khi tân anh đếm từ 1 tới 3, cô dâu và chú rể cùng uống cạn ly rượu hạnh phúc này nha. Chuẩn bị 1, 2, 3. We'll be right back.
ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này. Tới sắm cưới hạnh phúc ngày hôm nay. Sẽ mãi mãi ngọt ngào chúa cưới cho ngày vui hạnh phúc hôm nay. Và để ngọt ngào hơn cho cái ngày hạnh phúc cũng như tình yêu cô dâu và chú rể sẽ được ngọt ngào chúa cưới cho ngày vui, xin mời chú rể nâng một miếng bánh cưới lên bờ môi tươi thắm của cô dâu để cô dâu thưởng thức vị ngọt ngào của chiếc bánh cưới cho cái ngày vui hôm nay đi ạ. Quý vị thì không giấu vì tất cả quý vị hồi nãy đi rước dâu về á thì Tuấn Anh có bước vào bên trong thì chú rể có nói nhỏ với Tuấn Anh rằng như thế này là anh ơi, và ngày hôm nay là ngày hai đứa em về chung một mái nhà và bắt đầu một cuộc sống mới của vợ chồng thì muốn có một món quà cưới để gửi tặng đến cô dâu để kỷ niệm cái ngày vui, cái ngày hạnh phúc hôm nay. Và chú rể suy nghĩ mãi thì không có được cái món quà cưới nào dành tặng cho cô dâu, thì bây giờ Tuấn Anh sẽ gợi ý cho chú rể hai cái điều kiện dành tặng cho cô dâu nha. Mình sẽ được chọn một trong hai. Và một, chú rể sẽ đứng đây và cầm micro nói với cô dâu 1000 lần anh yêu em. Chú rể đồng ý không? Không đúng không ạ? Biết mà. Và thay vì 1000 lời yêu thương đó, chú rể thay thế bằng một hành động, chính là nụ hôn dành tặng cho cô dâu. Và nụ hôn này thì không hỏi chú rể đồng ý hay không, biết là đồng ý rồi và hỏi cô dâu. Cô dâu có đồng ý hay không mà. Nếu cô dâu tự nguyện đón nhận nụ hôn này, cô dâu tự giác xây mặt với chú rể. Mình tự nguyện mà tự giác đi cô dâu. Nhanh dễ sợ quý vị, cô dâu không cần suy nghĩ. Thường thường mấy cô dâu kia là cho em một phút suy nghĩ, mấy cô dâu không cần suy nghĩ luôn, quay một cái rẹt. Và bây giờ cô dâu và chú rể đứng bốn mắt nhìn nhau té lửa tình, khi nào Tuấn Anh đếm từ 1 tới 3 thì chú rể mới được phép hôn cô dâu nha. Và hôn rồi thì anh đếm từ 1 tới 5 mới hết thời gian nha chú rể. Và chú rể sẵn sàng chưa ạ? Nếu chú rể sẵn sàng rồi thì xin mời tư thế của chú rể, tay đặt vào nơi nào mềm mại nhất của cô dâu, áp phê nhất với cô dâu. Chú rể thông minh quý vị, chọn bờ eo, nơi là mềm mại nhất của người con gái. Và cô dâu ơi, cô dâu hãy làm ngược lại với chú rể, hãy đặt bàn tay của cô dâu lên nơi nào mà cô dâu cảm thấy cứng nhất của chú rể hiện tại bây giờ. Cô dâu lại càng thông minh hơn, chọn bờ vai, nơi là cứng nhất của người đàn ông, đúng không ạ? Nơi mà người con gái nương tựa suốt cả cuộc đời. Và bốn mắt nhìn nhau liêm diêm mà từ từ mà thưởng thức và chuẩn bị. 1, 2. Chưa nghe chú rể. Và trước khi bắt đầu, khuyến cáo tất cả các em nhỏ ngay dưới 18 tuổi nhắm mắt lại, xoay ngang một bên, và những ai trên 18 tuổi cùng nhau điểm với Tuấn Anh và cùng nhau móc chiếc smartphone ra ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời nhất ngày hôm nay để chúng ta lưu lại ngàn sau. Chuẩn bị nghe chú rể, 1, 2, 3, hôn chưa bao giờ từ 1 tới 5 à, và bắt đầu điểm nha. Chú rể tiếp tục hôn, 1, 2, 3, 3 rưỡi, 4, 4 rưỡi, 4, 7, 15, 4, 9, 10, 9. Và tiếp tục hôn chú rể vì nụ hôn này là của chú rể cho ngày vui hôm nay. Với phần nụ hôn của chú rể dành tặng cho cô dâu cùng khép lại chương trình lãnh sáng ngày hôm nay. Và cũng như xin được trao trả cô dâu và chú rể về phía bên dưới chụp hình lưu niệm, và cũng như chào đón tất cả những người khách quý của chúng ta. Kính thưa tất cả
quý vị và cũng như khép lại chương trình lễ trong buổi sáng ngày hôm nay. Và cho phép tôi được thay mặt cho sự kiện nhà rạp tiệc cưới Quốc Thắng và cũng như dịch vụ nấu ăn Kim Tuyền, xin được chúc cho cô dâu và chú rể được trăm năm hạnh phúc, long phụng và minh sắc cặp hữu hiệp, vĩnh kết đồng tâm mãi về sau. Và mến chúc tình yêu hai bạn sẽ đẹp mãi như một câu ca dao, và dây cầu thì cũng lấy thân cầu, chúc cho hai bạn bên nhau trọn đời. Vâng, và kính thưa tất cả quý vị, và để có một không gian cưới sang trọng và hiện đại như thế này, và cũng như một âm thanh ánh sáng, một màn nghi thức lễ, tất cả quý vị vừa thưởng thức, để tất cả quý vị có thể liên hệ trong những ngày vui, những ngày hạnh phúc của gia đình mình. Và một lần nữa cho phép Đức Anh thay mặt cho sự kiện cưới nhà rạp Quốc Thắng và cũng như dịch vụ nấu ăn Kim Tuyền, xin được cảm ơn gia đình, cảm ơn cô dâu và chú rể đã và tin tưởng chúng tôi là hai đơn vị đồng hành để góp phần cho bữa tiệc tân hôn ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Vâng, và kính thưa tất cả quý vị, và đến với ngày vui, ngày hạnh phúc hôm nay thì bên sự kiện nhà rạp Quốc Thắng số lần mình đến đây gồm hai phần. Và phần đầu tiên là một màn nghi thức lễ tất cả quý vị vừa thưởng thức, và phần thứ hai không thể thiếu. Và thưa quan viên hai họ, bên trai bên gái, hôm nay sự hiện diện có mặt tất cả quý bà cô bác hôm nay cũng là một dòng suối ngọt ngào cho hai bên tham gia. Hôm nay cô Lệ Trà để đại diện bên trai trước hết là cầu chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, và để chúc cho được hai bên tham gia được đa lộc, đa tài, đa phú quý, đắc thời, đắc thế, đắc chân tâm. Và để xin đại diện chúc cho tất cả ông bà cô bác dự buổi lễ tân hôm nay bốn bậc sĩ nông công thương, sĩ được quan tước thăng quyền khiến chức, nông nghiệp gia tăng ruộng rẫy trúng mùa, công nghiệp nào cô bác được đắc quả thành công, còn ai ngành thương mại mua mai bán đất trăm năm còn bền chắc diền bối nước Việt ta, cầu cho mưa thuận gió hòa, mưa an đất bắc gió hòa trời nam, cầu cho nhà nhà hạnh phúc, người người ấm no. Và cái quý vị năm nay cầu chúc tất cả mọi người ai đến dự buổi tân hôm nay chiều nay cũng đều có lộc. Và tuy năm nay Lệ Trà vô 70 nhưng thích hát những bài ca vui sôm, bài ca mang tên Hẹn Hò Đêm Trăng. Karaoke Kim Ngọc á, là tôi quay hai bài nhảy. Lòng mình nghe sao xiêm, lòng mình nghe sao xiêm.
thì cũng như xong rồi tiếng hát của anh mình. Sắp sửa xong rồi. Giới thiệu món luôn rồi. Bạn vô thấy à.